Sau gần 38 năm gắn bó với mái nhà chung VNPT, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng, người thuyền trưởng chèo lái con thuyền VNPT trên con đường đổi mới để đưa VNPT trở về vị trí dẫn đầu thị trường viễn thông công nghệ thông tin. Trong vai trò Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn VNPT, ông đã mang đến những dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của VNPT cho đến nay. Đầu tiên là công cuộc tái cấu trúc toàn diện mang tính lịch sử của tập đoàn VNPT với hàng loạt biến động về mô hình tổ chức, cách thức quản trị và nhân sự. Với tầm nhìn chiến lược, chuyên biệt, khác biệt, hiệu quả, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng đã mang 6 chữ này làm kim chỉ nam cho toàn bộ giai đoạn tái cấu trúc của tập đoàn. Chủ tịch cũng mang khát vọng đưa VNPT trở lại ngôi vị số 1 trên thị trường, trở thành nguồn cảm hứng, nguồn sinh khí và động lực để vực dậy tinh thần của hàng vạn cán bộ công nhân viên VNPT trong giai đoạn đặc biệt này. Cùng với đó, các công cụ quản trị tiên tiến trên thế giới cũng được VNPT triển khai áp dụng trong tập đoàn. Nhờ công cụ quản trị hiện đại, VNPT có những đánh giá chính xác, khách quan kết quả công việc từng người, trả lương tương xứng với kết quả mà người lao động mang lại, giúp cho VNPT quản trị tốt nguồn nhân lực, phát huy được nội lực và sức mạnh để mang đến những dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng cả nước. Trước bối cảnh Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu rộng và hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng tiếp tục định hướng xây dựng chiến lược VNPT 4.0 nhằm đưa VNPT từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Với lời kêu gọi, mỗi người VNPT phải tự chuyển đổi chính mình để tập đoàn trở thành trụ cột trong chuyển số quốc gia. Lời hiệu triệu đó lại tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực để đông đảo cán bộ công nhân viên chức VNPT chủ động học tập, cập nhật kiến thức, xung phong nhận những nhiệm vụ khó để cùng nhau nâng cao tầm vóc tập đoàn. Đến nay, các dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT đã có mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Không chỉ đem lại những thay đổi mang tính cốt lõi, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng cũng rất chú trọng, quan tâm đến từng đơn vị trong tập đoàn, trong đó có công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, khi trang vàng còn đang hoạt động theo hình thức hợp đồng hợp tác liên danh giữa tập đoàn viễn thông Tentra và công ty điện thoại Hà Nội, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng khi đó là trưởng ban viễn thông tập đoàn đã theo sát và chứng kiến từng bước đi của trang vàng. Những năm sau này, Chủ tịch cũng tiếp tục đồng hành cùng nhiều hoạt động sự kiện nổi bật khác của công ty như các chương trình phát động mùa bán hàng đầu năm mới, lễ kỷ niệm 10 năm và 20 năm thành lập, đồng thời có những phát biểu chỉ đạo và động viên tinh thần cho anh chị em cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp Xuân Canh Tý đang tới, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam cùng toàn thể cán bộ công nhân viên xin gửi tới Chủ tịch sự tri ân và lời cảm ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ của Chủ tịch với công ty trong thời gian qua. Chúc Chủ tịch một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe để luôn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ người VNPT sau này học tập và phát huy giá trị truyền thống, tạo thêm nhiều những giá trị mới để VNPT phát triển ra khắp khu vực. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch đã chính thức nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước. Nhưng với trang vàng thì 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 hết tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời. Chúc Chủ tịch vào giai đoạn mới của cuộc đời vẫn luôn phong độ như tuổi đôi mươi.